sợ bắt tốc độ rồi. Đó, các bạn có thể thấy xe dắt chạy êm, các bạn thấy không rung lắc gì thế không? Đây trăm mốt mà chạy thì không rung gì đâu, các bạn thấy không? Đường quá đẹp, quá đẹp. Đấy, ai chưa đi đường cao tốc này thì các bạn tranh thủ nha. Bạn đi tranh thủ nha. Đó, các bạn thấy trăm mốt là rất bình thường của cái xe này. Rồi, cảm ơn bác tài của chúng ta. Bác tài của Jack. Chuyên viên lái xe. Còn mình là mình. Đây. Đó, rất là đẹp. Hai bên. Đường cao su này, đường cao tốc không thể nhỏ dây. Nói chung xe này nếu mà khoảng tầm chạy hết ga hết số khoảng 115. 115 bác tài. Đây còn một cây, kéo còn một cây 115 nữa.